era of globalization, everything is closed now. But everything's the same. Really difficult now when you are going on some cities, you see the same store, the same restaurant, the same label. Globalization is good, but uniformization, it doesn't make sense. Dèm pha của phái đạo đức cổ lậu. Và lại tiến theo luật tiến hóa chung của xã hội. Giữa buổi canh tân này, cái gì bảo thủ thì bị đào thải đi. Of course, before going far away, better to grow your roots. They can feel the history, DNA. That's a way of life. We'll learn about another. We have to save the humanity, the memories of the ends. Quan niệm về mỹ thuật, quan niệm về mỹ thuật thuật. Ở cánh tay ba hở cổ là dậy thì ở đến nách và hở nửa là ngây thơ. Mixing contemporary vision, traditional way. Áo niệm ấm ờ, quần chờ một phút. Cái bảo thủ là ba thua.